Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Thí sinh Đinh Ngọc Hiện, 16 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Trường Sơn.
102, bạn đã hoàn thành xong phần dự thi của mình trong đêm nay. Và bạn lại chọn ca khúc đầu tiên của mình, đó là một ca khúc cách mạng. Và cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị, Đinh Ngọc Thiện là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm nay. Bạn chỉ mới có 16 tuổi thôi mà giọng của bạn, quý vị thấy sao ạ? Cái này đúng là tuổi trẻ tài cao đúng không chị? Và bây giờ thì chắc có lẽ là xin mời ban giám khảo sẽ nhận xét về phần dự thi của thí sinh Đinh Ngọc Thiện, mã số 02. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy ạ. Xin chào bạn Thiện. Về nơi chúng ta gặp nhau đêm nay là một sự làm quen. Bởi vì lần đầu tiên tôi nghe bạn hát, và ấn tượng đầu tiên thì bao giờ cũng là những ấn tượng mạnh mẽ. Và bạn đã tạo được cho tôi và khán giả trong khán phòng ấn tượng đẹp đó. Chúc mừng bạn. Ấn tượng đẹp này thể hiện ở một chất giọng sáng, vang, tình cảm và đặc biệt là rõ lời. Và có một điều đáng khen nữa là được biết thông tin từ ban tổ chức rằng bạn mới 16 tuổi, nhưng mà bạn đã chuyên chở bài hát, một tác phẩm lớn như thế này, một cách đầy đặn và sạch sẽ như thế, thì tôi cho là bạn đã thành công. Và nói chung là bạn rất dễ thương. Dễ thương ngay từ cái sự xuất hiện đầu tiên của bạn ở trên sân khấu. Một chàng trai quá hiền lành, nhưng mà khi cất giọng hát thì rất là sáng khỏe và đầy đặn nữa. Và tôi chỉ hy vọng rằng là bước tiếp những đêm thi kế tiếp thì bạn làm sao thể hiện mình không chỉ là một thí sinh đi thi, mà mình đang biểu diễn trên sân khấu bằng tâm hồn, bằng sự chinh phục khán giả, chứ không đơn thuần chỉ là làm tròn vành rõ chữ và làm sạch đẹp bài hát. Và tôi hy vọng rằng với sự bứt phá mà bạn đã có trong đêm nay thì bạn sẽ bước qua những cái khó khăn sắp tới và đạt được những thành công mới. Xin một lần nữa chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, và xin mời những lời nhận xét của nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Chỉ tiếp thêm lời của chị Thanh Thúy, em thể hiện bài hát này đúng theo cái lứa tuổi của em, từ trái tim, từ cái cách hát, cách xử lý bài hát của em, nó rất xanh như chính tuổi của em vậy. Tuy em không có cái cách xử lý cầu kỳ ở trong cái bài hát này, nhưng mà chính trái tim của em, chính cái tâm hồn của em đã chạm tới được trái tim của chị và tất cả các vị khán giả đã có mặt trong khán phòng này. Và nói thêm là chị rất thích cái sự ngây ngô của em, từ cái cách em dậm nhịp ở dưới chân của em. Nhưng mà là rất đáng yêu. Chúc mừng phần thi của em. Dạ, cháu cảm ơn. Xin cảm ơn những lời nhận xét rất là dễ thương của nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ biết số điểm mà ban giám khảo dành cho bài hát Trên đỉnh Trường Sơn Ta Hát, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương 18,90. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 18,80. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,80. Và nhạc sĩ Việt Anh 18,80. Một số điểm rất cao. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng bình chọn cho thí sinh Đinh Ngọc Thiện, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm nay, với cách thức THTH khoảng cách 02 gửi đến tổng đài 8483. Và để biết thêm chi tiết từ cuộc thi cũng như là các thí sinh, chúng ta có thể truy cập vào trang web www.tienghattruyenhinhthanphohochiminh.com.